Đây em cún 5 tháng ngày hôm nay. Nay thì lông mọc lại gần như là đủ rồi. Đó. Lông hôm nay là mọc lại gần như đủ, lành da là lông nó sẽ mọc lại. Hôm trước là nó bị nấm da cho nên là không có quay video nó. Lâu lắm rồi không quay video nó đấy. Đây, thành điên. Hôm nay là cái tai là mọc lại hết lông rồi này. Cái người là mọc lại gần như đủ lông rồi. Rồi, đợt này nó cũng chuẩn bị nó lại vào một cái đợt thay lông, là thay lông để nó sang con chó thiếu niên. Hôm nay thì chủ có thể yên tâm đón chó về nuôi được. Đã khỏi nấm da. Đây nó là nấm da, phát hiện ra hơi chậm mà vì mình sửa trại cho nên là phải để nó ở chỗ ở tạm. Đây là cái chỗ ở tạm thì nó ẩm ở bên dưới. Đây này, đồ đạc các thứ đó nó còn đang thì lung tung bét đây này, chưa dọn được. Cái chỗ ở tạm của nó bị ẩm ở bên dưới cho nên là con chó nó bị nấm ở nguyên cái mảng dưới người. Đến khi nó rụng lông một phát thì nó nấm một loạt. Đó. Chó uống thuốc thì mấy hôm thì nó khỏi. Ban đầu là mình muốn chữa bằng cách là bôi, không muốn cho nó uống. Không muốn cho nó uống thuốc mà chữa bằng cách bôi. Nhưng mà chữa bôi thì nó hơi bị lâu. Cuối cùng lại cho uống viên thuốc trị nấm da toàn thân thì nó khỏi luôn. Nào. Mưa gió. Ra đây. Đây. Nào. Đây đang tìm chỗ đi vệ sinh. Ra ngoài là nó sẽ tìm chỗ nó đi vệ sinh, nó rất sạch sẽ. Con này thì khung gọng chân cẳng của nó rất là khỏe này. Nhìn cái chân sau của nó là nó vuông, vuông chân. Nghịch đấy. Dư thừa năng lượng. Đó. Nhìn cái khung gọng của nó. Cái lông của nó thì nó chưa mọc lại đủ ấy. Cho nên là nhìn bình thường thì không thấy thấy thiếu lông. Khi nhìn có đúng cái góc xiên của nó thì mới thấy là nó thiếu lông. Nó còn đang trắng trắng ra. Khoảng chục ngày nữa thì nó sẽ mọc đủ hoàn toàn lông. Đó. Đồ chơi của nó. Con chó thì nó rất là khỏe mạnh. Rồi, đó. Và nó rất là tính cách, nó rất là vui vẻ, ưa vận động. Con này nó rơi vào cái tình huống là nó hơi bị đặc biệt một chút cho nên là nó còn lại đến bây giờ. Nó lại con gọi là vỡ kế hoạch cho nên là nuôi nó lâu. Chứ bình thường thì cái con chó con 2 tháng là sẽ về nhà mới, ra 2 tháng, 2 tháng rưỡi, chậm thì 3 tháng. Con này thì nó cái lúc bán ấy thì nó bị đau chân. Nó ra ngoài nó nô nhau rồi nó dẫm vào cái mép gạch này, chính là cái mép gạch này là nó trẹo chân, là nó bị đau chân. Thế là phải hoãn lại nó lại để cho chân nó khỏe lại thì mới bán. Thế mà khi mà hoãn nó lại thì mình lại bắt đầu là mình sửa lại trang trại. Thế sửa lại trang trại thì phải chuyển cái chỗ ở cho nó. Thế chuyển chỗ ở cho nó thì nó phát sinh nấm đó. Nó rất là lằng nhằng. Rất nhiều người hỏi đấy. Rất là nhiều người hỏi. Nhưng mà cái giai đoạn mà nó mới khỏi chân xong thì mình lại bận sửa trại, bận không có cái chỗ để mà lôi nó ra mà quay video. Thế sau đấy thì nó phát sinh nấm. Đó. Bây giờ thì coi như nó về bình thường rồi. Con này nó đang thay lông nhá, nó đang thay lông để mà nó chuyển từ cái con chó con sang cái con chó ở cái tuổi thiếu niên. Gọi là con chó thiếu niên. Đến tầm 9 tháng thì nó sẽ thay lông để sang tuổi con chó thanh niên. Con này này, mọi người nhìn cái lông của nó này. Đó. Nhìn cái lông của nó có một cái độ
một cái lớp lông đệm ở bên trong của nó hơi lộ đó, là vì là cái lớp lông đấy nó đang thay này, đây này, đó. Khoảng tầm 1 tháng nữa thì sẽ là đẹp mê ly luôn, vì lúc đấy nó sẽ là lông của con chó thiếu niên rồi. Đó. Con này là con của con Lucky và con Pila cháu. Đó. Đàn này là một cái đàn cái con chó nó khỏe mạnh, đẹp. Con chó nó rất là hiểu ý, thông minh. Như em này là sẽ bị còi hơn là các em ở trong đàn nhé. Dù ngày bé là nó to như nhau, nhưng vì nó nuôi ở trại ấy, cái lượng vận động của nó nhiều hơn nhiều so với lại những cái con mà được nuôi riêng một mình nó ở nhà, một chủ, một gia đình. Thì những cái con đấy là nó sẽ nặng cân hơn con này là cái chắc. Nó sẽ lớn sớm hơn. Còn như con này đến cái tầm này thì nó vào cái tầm nó lớn nhanh rồi. Tầm này mà về nhà, về nhà được ở riêng một nhà ấy thì, hoặc là chỉ nhà chỉ có 1-2 con chó thôi, nó chơi với nhau theo lúc thôi, thì con chó có thể là 1 tháng nó có thể nó tăng 5-6 cân là chuyện bình thường, nhanh lắm. Tháng trước tháng sau nhìn nó to hơn hẳn luôn, vì vào cái tầm này nó bắt đầu là tầm lớn nhanh này, lớn vọt này. Từ tầm 5 tháng này cho đến từ 5 tháng đến 10 tháng là cái giai đoạn con chó nó lớn cực kỳ nhanh luôn. Đó. Đấy, như giả sử như con này là tính ra là quay video nó là lẽ ra phải quay nó từ mấy hôm trước rồi đấy, nhưng mà nó mưa. Nhưng mấy hôm trước thì nó lại mưa nhiều hơn, nó ảnh hưởng bão. Thế hôm nay nó vẫn mưa đấy, nhưng mà nó hứng được một lúc thì thôi lôi ra quay luôn. Không thì lâu lắm. Người thì tìm chó thì đang chờ video, mà mình có chó thì lại không quay được video, nên là thôi méo mó con không quay cái video, nó có ướt, nó có bẩn tiếng được. Quan trọng chủ yếu là để cho mọi người nhìn thấy cái con chó là nó khỏe mạnh đó. Đó, nhanh thân thoát, khỏe, bám chủ lắm chứ không phải là không đâu. Đây là được ra ngoài thì là nó chơi, nó gọi là xả láng nó chơi đấy. Chứ còn nếu mà bình thường mà chơi với chủ là cứ xoắn suýt quấn quýt đấy. Nhìn chó nhanh. Con chó nó khỏe mạnh ấy thì nó tự chơi và nó ham chơi, nó rất là ham chơi. Ra ấy, nhìn kiểu chơi của nó. Đó, rất vui vẻ. Con chó nó khỏe mạnh thì nó thế. Còn nếu mà nhiều người cứ bảo con chó của em nó chả chịu chơi gì cả, cứ ăn xong mình ngủ, thì phải cái đấy là phải xem cái phả gen của con chó. Cái phả gen của con chó là cái gen của con chó nó thông minh hay là như thế nào đấy. Nó như kiểu là gen là người theo kiểu thông minh học giỏi ấy. Nó không tự nhiên nó có được. Cái đó nó là cái về cái vấn đề gen. Tại sao ở người ta có câu là bán cả gia tài đi để lấy vợ là con của ông giáo, ông thầy đồ ngày xưa ấy, gọi là coi như là con giáo viên ấy. Bán cả gia tài mà đi mà để mà lấy được con của ông thầy đồ thì vẫn là lãi, vẫn là một cái đầu tư có lãi, vì cái nó cải tạo được vấn đề về gen giống, là cái gen của những cái người ngày xưa ấy, cái gen mấy ông thầy đồ gọi là ngày xưa nó học hành nó khó khăn, và những người thông minh, người ta rất là thông minh thì người ta mới học được cái chữ kiểu như thế. Lấy con của các ông đấy là lấy được cái gen thông minh về theo kiểu vậy, kiểu là vậy. Thì đấy là ở người, còn ở trên con chó này thì là cái phả gen của nó là nó qua chọn lọc, và những cái người nhân giống thì